Chào mừng các bạn đang đến với Tech Mắt. Như mọi người đã thấy thì trên tay của mình đang là em Huawei i9 phiên bản 2019 vừa được Huawei chính thức giới thiệu đến người dùng. Và ngay sau đây thì mình sẽ trên tay nhanh em này để chúng ta có cái nhìn tổng quát nhất nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói về thiết kế của i9 phiên bản 2019. Khi mà vừa nhìn vào em Huawei i9 này thì mình cảm thấy khá bóng bẩy bắt mắt bởi mặt lưng giả kính cộng thêm với khung viền được làm bóng nữa. Và chính kiểu thiết kế này đã giúp cho i9 trông cao cấp hơn khi mà so với mức giá mà sản phẩm đang sở hữu. Nhưng mà cũng như bao thiết bị có mặt lưng giả kính khác thì i9 dễ bám vân tay và mồ hôi và tương đối dễ xước, nên mà khi sử dụng thì các bạn cần phải hết sức cẩn thận để mà lưu giữ vẻ đẹp của sản phẩm. Về màu sắc thì chiếc điện thoại mà mình đang cầm trên tay là phiên bản màu xanh sapphire thì mình cảm thấy màu sắc này có phần khá là độc đáo. Máy sẽ thay đổi màu tùy vào môi trường và điều kiện khác nhau, như là khi để ngoài sáng thì máy sẽ có màu xanh rực hơn chẳng hạn. Và điều này đúng với phong cách thiết kế của Huawei luôn, nghĩa là Huawei luôn cho ra những màu sắc với công nghệ chuyển màu độc đáo lên sản phẩm của mình để mà thu hút người dùng. Và với màu của em này thì mình cầm mình cảm thấy là cả nam và nữ thì đều có thể sử dụng. Riêng mình thì mình có phần thích phiên bản màu đen hơn một chút xíu. Máy thì được bo cong các góc ở các chỗ tiếp giáp giữa khung viền và mặt kính, được bo cong nhiều nên mà nhìn máy rất là thanh mảnh. Nhưng mà đổi lại vẻ đẹp thẩm mỹ thì phần khung viền làm quá mỏng nên mà mình cảm thấy là nó khá là cấn. Nhưng mà hoàn toàn có thể chấp nhận vì mức giá sản phẩm cũng không quá cao. Chúng ta không thể đòi hỏi chất lượng gia công quá cao như các thiết bị thuộc phân khúc cao cấp hơn được. Vậy chính phiên bản 2019 thì được sử dụng cổng kết nối là Micro USB và sách tai nghe 3.5. Ngoài ra thì loa, nút tăng giảm âm lượng hay là khay sim, nút nguồn thì vẫn được đặt ở vị trí như là người đàn anh đi chính năm ngoái. Mặt sau của máy thì có cảm biến vân tay, hoạt động khá là nhạy. Tuy nhiên vì nằm hơi cao nên mà mình cảm thấy là sẽ gặp ít khó khăn cho với những bạn tay nhỏ khi mà sử dụng. Tiếp đến là cụm camera kép được xoay dọc nằm ở một góc máy, nói tiếp phía dưới là đèn flash. Và sẵn đây thì mình cũng nói luôn về thông số của hai em này có độ phân giải lần lượt là 13MP và 20MP. Về cụm camera thì cho khả năng quay phim Full HD với các chế độ như là AI camera, chụp ban đêm hay là chụp ảnh xóa phông, HDR hay là chế độ chụp chuyên nghiệp, vân vân. Và mặt trước của máy thì sẽ có cụm camera selfie được đặt ở trên cùng, có độ phân giải lần lượt là 16MP và 20MP, hỗ trợ với các chế độ như là tinh chỉnh ảnh làm đẹp, sticker AR hay là tự động lấy nét. Về màn hình của máy thì sẽ có kích thước là 6.5 inch với tỷ lệ màn hình là 19:5:9. Tấm nền LCD có độ phân giải là Full HD Plus. Và sau khi mới trải nghiệm được một thời gian ngắn thì mình cảm thấy là chất lượng hiển thị của i9 khá tốt. Góc nhìn rộng khi mà ghiêng ở một góc máy thì màu sắc có ít sự thay đổi hơn và độ tương phản tương đối cao so với một chiếc smartphone tầm trung. Tuy nhiên thì độ sáng màn hình chỉ ở mức vừa phải, vẫn có thể nhìn được ở ngoài trời, nhưng mà trải nghiệm sẽ không được cao bằng khi mà sử dụng ở điều kiện ánh sáng dễ chịu. Và cũng có một điểm cộng khác chính là độ sáng màn hình lúc thấp nhất chỉ là 3 nits nên mà khi sử dụng vào ban đêm thì khá là dịu mắt. Ngoài ra thì màn hình này có tay thở và bạn cũng có thể tắt nó đi nếu mà bạn cảm thấy là không thích nó. Về vi xử lý của máy thì máy dùng chip Kirin 710 có CPU khá mạnh. Tuy khả năng xử lý đồ họa không quá cao nhưng mà nhờ vào công nghệ là GPU Turbo mà máy có thể chiến tốt các tựa game nặng hiện nay như là PUBG chẳng hạn. Về bộ nhớ thì máy có bộ nhớ RAM là 4GB và ROM là 64GB. Bên cạnh đó thì máy cũng có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài là Micro SD tối đa là 400GB. Và với bộ nhớ này thì bạn có thể yên tâm lưu trữ dữ liệu một cách thoải mái. i9 phiên bản 2019 thì chạy giao diện là MIUI 8.2, dựa trên hệ điều hành là Android 8.1 nên mà giao diện khá là đơn giản, vuốt trượt mượt mà không có gì phải bàn cãi nữa. Với MIUI 8.2 thì chúng ta sẽ có các tính năng cơ bản của nền tảng này như là khả năng mở khóa bằng gương mặt và khóa ứng dụng thông minh v.v. Về thời lượng pin thì máy có viên pin khá ấn tượng là 4000mAh và với mức dung lượng này thì người dùng hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái trong vòng 1 ngày. Và cuối cùng là về mức giá thì mình nghĩ các bạn sẽ quan tâm nhất. Hiện thì em này sẽ bắt đầu chương trình đặt hàng trước từ ngày 8 tháng 10 và chính thức lên kệ từ ngày 15 tháng 10 với mức giá là 5,49 triệu đồng, một tầm giá khá là mềm. Và nhìn chung thì với ngoại hình khá là bóng bẩy cùng với hiệu năng cao thì i9 có đáng sở hữu hay không? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn bằng cách là chúng ta hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ Thảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Tech Mắt.